Xin chào anh chị và các bạn, trên tay tôi bây giờ là cây gậy gôn của Nam MG017 và đây là một phiên bản rất mới của BGM. Xin mời anh chị hãy theo dõi chi tiết cái cây gậy này nhé. Cây gậy driver là cây gậy phát bóng và cũng là cây gậy đánh xa nhất ở trên sân gôn. Đây là một phiên bản đã được nâng cấp, do vậy cây driver của chúng ta sẽ có một số những cái điểm đặc biệt như sau. Phần mũ gậy thì có một cái rãnh nhỏ để giúp bóng bay xa hơn và giúp cái độ đàn hồi rất là cao, đàn hồi và cái lực bật rất là cao. Về phần đuôi gậy thì chúng ta sẽ có hai điểm chốt này sẽ làm tăng cái sự đàn hồi và tăng cái độ nén khi mà chúng ta tiếp xúc bóng, do vậy bóng cũng sẽ bay xa hơn. Phần thiết kế rất là chi tiết, những cái đường nét mà ở trên mũ gậy sẽ giúp cho lướt gió tốt hơn và sẽ tăng tốc độ đầu gậy một cách tối đa. Do vậy khi sử dụng cây gậy driver MG017 thì chúng ta sẽ có cái khả năng mà đánh xa hơn từ 20 cho đến 30 yard tùy vào khả năng của mỗi người. Hơn nữa thì phần đầu gậy của chúng ta sẽ có một điểm điểm có thể tùy chỉnh cổ gậy để chúng ta có thể thay đổi góc lóp, là thay đổi cái độ mở mặt gậy để làm sao mà phù hợp nhất với từng người. Và chính cái điểm này rất là linh hoạt để chúng ta có thể đưa ra những phương án thử khác nhau để làm sao mà có thể phù hợp nhất với bản thân mình. Chiều dài của gậy thì là 114 cm. Chúng ta có hai loại cán R hoặc là cán S, và có hai sự lựa chọn dành cho quý vị về màu, đó là có một loại màu vàng và một loại màu đen. Về phần thân gậy thì hãng có sử dụng một chất liệu, đó là graphite chất lượng cao, có cấu trúc xoắn thấp. Từ đó thì nó sẽ tạo ra cái sự đàn hồi rất là mạnh mẽ khi mà chúng ta thực hiện cú swing của mình. Còn phần tay cầm thì hãng vẫn sử dụng loại cao su tự nhiên cao cấp với thiết kế chi tiết để giúp cho các golfer có thể nắm gậy một cách chắc chắn nhất. Vâng, nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì xin mời anh chị hãy truy cập vào trang web ở trên và gọi điện cho chúng tôi theo số hotline này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.